Sáng soi thắp rõ, sáng
tình yêu khiến hoàn toàn lòng con
mỗi ngày tuôn đổ tâm con. Chúa thần linh ngài ban thêm sức giúp con luôn chu toàn việc chẳng. Lời Chúa được chép trong sách Côlôse, đoạn 3, từ câu 12 đến câu 16. Anh chị em là những người được Đức Chúa Trời chọn, những người thánh và được yêu thương của Ngài. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, hiền lành và nhẫn nhục. Hãy ráng chịu đựng nhau, và nếu ai có điều gì phiền trách người khác, hãy tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào, anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thể ấy. Trên tất cả những điều đó, xin anh chị em hãy mặc lấy tình yêu, vì tình yêu là sợi dây liên kết tuyệt vời. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em. Đó là sự bình an mà anh chị em đã được gọi đến để thành một thân thể. Anh chị em hãy có lòng biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dừng mọi sự khôn ngoan, dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca và linh khúc đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, tôi có cơ hội để cùng học với Chúa chung với quý ông bà anh chị em. Quý ông bạn chị em thường hỏi thăm tôi là cô Thu như thế nào và mục sư ra sao. Cảm ơn Chúa là Chúa cho nhà tôi mỗi ngày càng đỡ hơn. Và bác sĩ cho biết có thể chừng 1 hoặc là 2 tháng nữa thì khi mọi sự xét nghiệm, chúng tôi thường đi mỗi tuần một lần, có những tuần thì đi 2 lần đi xét nghiệm ở tại bệnh viện Cedar Sinai, thì bác sĩ cho biết là cái cơ thể bắt đầu nó gọi là bắt tay, mới đầu nó bắt tay, bây giờ là cái cơ thể với lại cái quả thận nó bắt đầu nó embrace, nó bắt đầu nó ôm nhau, có nghĩa là càng ngày càng đỡ hơn, và có nghĩa là họ nói ít nhất là 80% đỡ hơn, và thuốc thì bây giờ bắt đầu quân bình trở lại. Hy vọng rằng 1-2 tuần nữa thì 1-2 tháng nữa thì nhà tôi có thể ra công cộng và gặp tất cả các hội thánh Chúa, con dân Chúa trong những lúc mà có cơ hội để đến hội thánh Chúa để thờ phượng Ngài. Điều mà tôi tạ ơn Chúa là hội thánh của Chúa tại đây lúc nào không những là chỉ hỏi thăm, nhưng mà tôi biết là quý vị thường nói là chúng tôi cầu nguyện cho bà mục sư, tôi cầu nguyện cho ông bà mục sư, tôi cầu nguyện cho công việc Chúa tại Malai. Và tôi thấy đó thật sự là hội thánh của Chúa tại đây đúng là TLC, Thánh Lễ Church.
T là tender, L là love, và C là care. Chúng ta biết, những người nào mà biết cái chữ tiếng Anh là tender, love and care, một hội thánh mà tender, love and care là nhẹ nhàng, yêu thương và quan tâm. Và tôi thấy tinh thần đó thật sự có giữa vòng con dân Chúa và đầy tớ Chúa, các đầy tớ Chúa, các mục sư ở trong hội thánh này. Điều mà tôi phải nói rất là impressed, rất là thán phục là khi tôi đi chỉ có chiều thứ 6 cho đến chiều thứ 7 dự chung chương trình dưỡng linh retreat của những người lãnh đạo, thì tôi phải nói là hội thánh của Chúa tại Thanh Lễ này phải thêm chữ là TLC là Tender Love and Care, và gọi là Excellent, TLC rồi E nữa là Excellent, là trong Daniel nói là the Daniel có the spirit of excellent, mà dịch qua tiếng Việt thì nó không có suông lắm, nhưng mà là Chúa cho những người hầu vị Chúa trong hội thánh Chúa, những ban ngành có một cái tinh thần gọi là cao độ trong vấn đề chất lượng, trong vấn sự mà gọi là lập kế hoạch, lên chương trình, có mục đích, có mục tiêu, rồi lượng giá mục tiêu, rồi coi trong năm đó như thế nào. Và phải nói là họ kiểm thảo rất là kỹ càng. Cho nên quý vị mà gặp những người dạy trường Chủ nhật trong nhóm của mình, những người lo nhóm nhỏ, những người lo tiếp tân, âm thanh, ánh sáng, ca ngợi Chúa, quý vị đến bắt tay họ, nói là tôi cảm ơn anh, cảm ơn mục sư, cảm ơn quý vị đã hy sinh lo, cũng bận rộn như chúng ta, nhưng mà để thì giờ đi họp, lên kế hoạch, lập chương trình, lo công việc và hướng dẫn hội thánh của Chúa. Cho nên tôi phải nói là một người observer, một người quan sát nhìn bên ngoài vào, chỉ có 24 tiếng đồng hồ ở với lại các anh em mà tôi thấy là cái tinh thần họ rất là cao. Quý vị nhìn đi, chúng ta thấy những cây mai, những cách trang trí rất là tuyệt vời, âm thanh rất là ấm, không có rè, không có hú. Chúng ta thấy ban hát, hát luyện rất là kỹ, thứ 6 tập, thứ 7 tập, sáng Chủ nhật về sớm đến đây tập. Thành ra chúng ta cảm ơn Chúa, mình khoe mình là khoe mình trong Chúa. Mình tự hào là hội thánh Chúa tại đây là một hội thánh không những yêu mến Chúa, yêu mến nhau, nhưng mà hãy phục vụ Chúa là phục vụ Chúa một cách hết lòng, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện, sau đó chúng ta học lời Chúa chung với anh bàn chị em nhé. Thưa Cha, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Chúa nói rằng trong Kinh Thánh rằng lời của Ngài là thần linh và sự sống. Xin Chúa ban cho chúng con lời ấy để chúng con không lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng chúng con sẽ nghe, hiểu và làm theo. Xin Chúa Ngài sức dầu trên môi miệng con, Ngài sức dầu trên lỗ tai của chúng con để chúng con nghe thấy tiếng phán của Ngài, và Ngài sức dầu cho tấm lòng, đôi tay, đôi chân của chúng con để chúng con trong năm nay, trong một cái mục tiêu, trong chủ đề là chúng con thể hiện đức tin qua hành động, để chúng con cùng nhau nắm tay bước đi và trong linh trình theo Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin cho lời Chúa được ban ra không bao giờ trở về một cách luống nhân như lời của Chúa đã công bố. Xin cho lời Chúa đụng chạm chúng con, ảnh hưởng chúng con. Xin cho lời Chúa chữa lành chúng con. Xin cho lời Chúa chữa lành tâm hồn, thể xác chúng con. Xin Chúa làm cho tâm linh của chúng con được tươi mới qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở dưới này thì có một cái chai nước và một chai chai nhớt. Có một cái người thì họ thấy tôi cầm đem cái chai nhớt lên để tôi làm ví dụ, thì họ hỏi, tôi xin phép không có nói tên người đó. Người đó là mục sư, dạo này mục sư đổi là drink rồi hả? Mục sư không còn uống cà phê nước lạnh nữa. Mục sư đổi qua một loại nhớt để uống hay sao? Tôi nói khi mà bài giảng thì tôi sẽ dùng ví dụ, thành ra chút xíu nữa thì quý vị thấy nếu mà tôi lấy lỡ lộn mà tôi lấy cái nhớt cho uống thì quý vị nhớ nói mục sư đó không phải là nước uống nha. Thưa quý bạn chị em, tôi được mời để chia sẻ lời Chúa và giao cho cái trách nhiệm là chia sẻ đề tài trong Côlôse đoạn 3 câu 12 đến câu 16, dây liên kết tuyệt vời. Trong đoạn này thì rất là phong phú. Ông mục sư Linh ông giao cho tôi một cái đoạn sách mà có nhiều ý quá, thì tôi hội ý với ông ta thì ông ta nói chỉ chú ý cái phần là dây liên kết tuyệt vời thôi, còn nếu chú ý từng phần một là hãy có là nhịn nhục nhân từ rồi tất cả những điều đó, thì tôi nghĩ rằng chắc có lẽ khuya nay mình mới bước ra khỏi phòng nhóm. Thành ra chúng ta sẽ giữ trong cái thời giờ mà chúng ta có với nhau. Dây liên kết tuyệt vời. Chúng ta thấy bức hình là một cái sợi dây thần, và một sợi dây đó có hình quả tim.
thì trong Kinh Thánh rõ ràng là lời của Chúa nhắc nhở chúng ta và dạy chúng ta qua Phaolô gửi cho hội thánh Côlôse nói như thế này: trên tất cả những điều đó, xin anh chị em mặc lấy tình yêu, vì tình yêu là sợi dây liên kết tuyệt vời. Chúng ta nghe thường cái bài hát là dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người vân vân rồi, nhưng mà không có tình yêu thì như là đồng kêu lên hay là chập chỏi vân tiếng vân vân. Thì chúng ta thấy là tình yêu thương đối với ông Phaolô, ông nói rất là chính xác, rất là rõ. Tôi có cơ hội đi một vài nước thì tôi học hỏi được rằng á, là có một số nước trên thế giới, những nước mà thuộc về châu Mỹ Latin, Spanish speaking countries, thì khi mà họ đám cưới đó thì họ có một cái dây để mà họ quấn giữa tay của cô dâu với chú rể, nói lên đây là một cái sợi dây tình yêu mà cột chặt, siết chặt người này, gọi là hai người với nhau suốt cả cuộc đời, liên kết với nhau. Nhưng mà tiếc thay thì truyền thống thì truyền thống, phong tục thì phong tục, nhưng mà những cái dây trường tồn đó thì có những lúc thì 1 năm, 2 năm, 3 năm thì gặp nhau ở ly dị để mà cắt đứt cái dây trường tồn vĩnh cửu đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta học để có một cái sợi dây liên kết mà không phải nhờ đến luật sư để mà hay là tòa án để cắt những cái dây đó nha các bạn chị em. Trên hết tất cả mọi điều đó, xin anh em hãy mặc lấy tình yêu, vì tình yêu này là sợi dây liên kết tuyệt vời. Chúng ta sẽ phân tích 3 phần này với nhau. Phần thứ nhất là A là mặc lấy, chúng ta phải mặc lấy hay là đem vào hay là đeo lấy, put on. Thứ hai là mặc lấy điều gì? B là mặc lấy tình yêu thương, love. Bây giờ bởi vì sao? Bởi vì đây là cái dây liên kết tuyệt vời. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi từng phần một. A, chúng ta mặc lấy. Bởi vì tôi định ra Home Depot hay là một vài nơi để kiếm một cái sợi dây. Mà thứ nhất thì tôi thấy cái dây nó nhỏ quá, tôi sợ đen. Ví dụ cho quý vị, nó một dây này ít bữa nữa nó đứt trong hội thánh, một sự ví dụ mà đứt ấy, thì tôi nói thôi bây giờ tôi chuyển cho nó là hiện đại hóa một chút, thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây nịt. Bây giờ mặc lấy tình yêu, ví dụ đây là cái tình yêu tượng trưng cho dây nịt, thì cái dây nịt này tôi sanh ra nó không có ở với tôi, tôi phải ra ngoài tiệm tôi mua, hoặc là một người nào đó biếu cho tôi, cho tôi, tặng cho tôi trong một dịp lễ nào, sinh nhật, Giáng sinh, thì tôi mới có cái dây nịt, phải không quý vị? Khi chúng ta mà được sanh ra, khi chúng ta được tạo dựng nên, thì trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời nói, lời Chúa nói sao? Ngài tạo dựng nên chúng ta, Ngài nắng lên chúng ta bằng bụi đất, rồi Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi, thì chúng ta trở nên một loài sanh linh. Chúng ta có ảnh tượng của Đức Chúa Trời, chúng ta có thần tính của Đức Chúa Trời, nhưng mà khi chúng ta phạm tội, Adam, Eva phạm tội, thì chúng ta mất sự vinh hiển, chúng ta không biết tình yêu là gì nữa, chúng ta hết mất hết tất cả và chúng ta bị hư mất đời đời. Cho đến khi chúng ta tin nhận Chúa rồi đó, thì chúng ta mới khôi phục lại, chúng ta được tái sanh và chúng ta được sự cứu rỗi. Và khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi, thì tình yêu của Chúa mà đã đặt đẻ trong chúng ta được khôi phục và được hoàn phục lại cho chúng ta. Mà chúng ta thấy mặc lấy tình yêu. Bây giờ nếu tôi mà mặc lấy, dĩ nhiên tôi phải lấy và tôi mang vào thì mới gọi là mặc lấy, phải không quý vị? Mặc lấy từ đâu? Chúng ta biết tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Chính lời của Chúa nói, vì Đức Chúa Trời là tình yêu, nguồn cội của tình yêu là Đức Chúa Trời. Ngài đặt cái tình yêu đó vào trong chúng ta, cho nên chúng ta mới có tình yêu đó. Ví dụ mình sinh ra một đứa con của mình mới về sinh ra đó, nó có một cái mối liên hệ rất là đặc biệt, không những cha mẹ với con thì mình biết chắc chắn rồi, bởi vì nó ở trong bụng 9 tháng 10 ngày thì có mối liên hệ giữa mẹ với lại con thì quá tuyệt vời. Nhưng mà người cha thì đâu có mang nặng để đâu có gần gũi với con, coi là sát một bên là 9 tháng 10 ngày, nhưng mà ông cha mà ông thấy đứa con ra đời, gọi là gần như là ông nói là không có cái gì mà hơn cái này, là quý hơn vàng, quý hơn kim cương, mà nó người thương yêu cái đứa bé đó vô cùng. Mà có bao giờ chúng ta hỏi tự nhiên tại sao mình lại thương? Thì dĩ nhiên nó là máu mủ của mình, nhưng mà mình nói hơn, nếu khi mình gặp một người mà mình thương yêu thì những người đó đâu phải là máu mủ của mình,
Nhưng mà cái tình yêu mà Chúa đặt trên chúng ta thì chúng ta thấy nó thể hiện qua tình yêu của nam nữ, tình yêu của vợ chồng, tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời thì còn hơn thế nữa, là tình yêu vô điều kiện. Chúng ta nhiều khi yêu là chúng ta yêu nếu anh như thế này thế khác thì tôi yêu. Nếu trong nhà thờ, nếu mà anh gọi là chịu cho tôi làm cái ban ngành này, cho tôi hướng dẫn chương trình, cho tôi hát đơn ca thì tôi sẽ thương anh chẳng hạn. Thì chúng ta đặt điều kiện. Hoặc là tình yêu vì tôi yêu anh, vì tôi yêu em, vì vân vân. Nhưng mà tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện, tình yêu mặc dầu để ban cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta có tình yêu của Chúa thì tình yêu đó là tình yêu mà chúng ta nhận được từ Chúa. Cho nên chúng ta mặc lấy, mang lấy tình yêu là tình yêu của Đức Chúa Trời. Không những như thế mà Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài, Ngài demonstrate, Ngài chứng minh, Ngài thể hiện, Ngài minh chứng tình yêu của Ngài bằng cách Ngài chết cho chúng ta trên thập tự giá. Cho nên khi Ngài phó tình yêu đó cho chúng ta, đó là tình yêu cao cả nhất, lớn nhất. Thì chúng ta nắm được, bắt được là tình yêu này đến từ yêu Chúa, thì chúng ta hãy trân trọng với những gì mà chúng ta đang có trong tình yêu của Ngài. Bây giờ mặc lấy tình yêu thương là điều đó. Bây giờ chúng ta đi điều thứ hai. Chúng ta mặc lấy tình yêu của Chúa là A, nhưng mà bây giờ phần B, cái bản chất hay là cái tính chất của tình yêu là như thế nào? Có ai đi ra ngoài tiệm mà mình nói mua cái dây nịt, vô là mình cứ thấy cái dây nịt nào mà màu sắc đẹp là mình đem về mình mua không quý vị? Quý bà với quý ông, thường thường chúng ta lựa một cái dây nịt như thế nào? Phải chắc, phải bền, mà da phải da thật, phải không? Phải da bò mà loại mà chắc á. Chứ còn mình ngửi lên mà có mùi vinyl đây là nhìn thì gọi là biết là xài ít bữa là đứt liền, phải không? Hoặc là mình lật lên mình coi thử, made in where, made in RPC, RPC không phải China, China Republic People of China là thôi, đổi cái khác, phải không? Chúng ta đâu có muốn mua một cái gì mặc lấy cho chúng ta mà nó dởm, nó dở, nó mau đứt, mau gãy. Mà quý vị biết sao không? Vì khi tình yêu của chúng ta đối với nhau nó không có thành thật, nó không phải là tình yêu thật. Anh yêu em lắm, em yêu anh lắm. Nhưng mà chừng 1-2 năm sau bây giờ nói thì nói, nhưng mà rồi thì lôi nhau ra tòa thì cũng cứ lôi. Tình yêu trong Kinh Thánh nói rõ ràng ở đây, Roma đoạn 10:12 câu 9, tình yêu thương phải chân thật. Chúng ta muốn mua một sợi dây này cho tốt, bằng da thật, bằng cái loại gọi là chất lượng thật nhất, thì tình yêu mà chúng ta mặc lấy phải là tình yêu thật. Và chúng ta cảm ơn Chúa là trong truyền đạo nói là một sợi dây đó mà khi mà được bện á, bện bằng ba chảo, cái dây thừng mà bện bằng ba chảo không dễ gì bị đứt. Và trong cái sợi dây mà ba cái phần ba sợi đó thì chúng ta biết á, một sợi là của chúng ta, một sợi là một người chung quanh chúng ta, và sợi thứ ba chúng ta đoán là của ai rồi? Của Chúa. Khi chúng ta có một cái dây yêu thương mà của Chúa mà chúng ta bện vào với cái tình yêu thương con người giữa con người với nhau, thì cái tình yêu thương đó là tình yêu thương thật và bền vững, trường tồn. Thứ hai là tình yêu thương sẽ trường tồn mãi mãi. Ở trong Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 8 mà chúng ta thấy ở đó. Nếu mà muốn nói tình yêu thật thì chúng ta chỉ về đọc Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 1 đến câu 13 thì đủ. Chúng ta thường đọc cái đoạn đó lúc nào nhiều nhất quý vị? Đám cưới. Nhưng mà thật sự ra ông Phaolô ông viết cho thành Corinto, cho hội thánh Corinto là không phải cho những cặp sắp sửa đám cưới ở thánh Corinto. Ông ta viết cho hội thánh Corinto. Cho nên chúng ta mỗi lần đọc cái đoạn đó, chúng ta đừng nghĩ là chỉ cho những cô dâu chú rể đang nắm tay nhau bước vào thánh đường. Xin Chúa cho chúng ta thấy rằng đó là cái lá thơ tình yêu mà ông Phaolô muốn nhắc nhở cho hội thánh Corinto tình yêu của Chúa. Và nếu ông Phaolô viết cho hội thánh Thánh Lễ ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng hội thánh của Chúa cũng cần có những tình yêu chân thật, tình yêu trường tồn như là Corinto có nói. Chúng ta biết ai chúng ta đây cũng sử dụng Amazon, order những cái thùng gửi về Amazon á, thì ở Amazon á có người CEO tên là Jeff Bezos. Jeff Bezos là một người
rất là trẻ, năm nay hình như chỉ 55 tuổi hoặc là có thể trẻ hơn. Thì ông ta là một người rất là giỏi thể thao và ăn uống rất là kỹ lưỡng. Và ông ta lập gia đình với một người vợ tuyệt vời, trẻ đẹp. Và bà vợ ông ta lúc nào cũng khen là ông chồng của tôi là bận rộn với bao nhiêu công việc, nhưng mà lúc nào anh ta cũng về lo cho con cái, chơi với con, rồi đọc sách cho con nghe. Và đây là điều đặc biệt. Tối nào trước khi đi ngủ, mặc dầu nhà có 2-3 cái máy rửa chén, nhưng mà anh ta lúc nào cũng rửa chén cho vợ trước khi mà hai người đi ngủ. Thì hai người khen với nhau trong gọi là 25 năm. Thì một ngày nọ thì anh đi họp. Mình chậm lại thì quý vị thấy biết điều gì có thể đoán xảy ra rồi. Anh thấy cái bên bàn họp bên kia, sao có một vài chồng, người chồng thì cũng ok thôi, mà sao một người vợ đẹp quá vậy. Rồi từ đó chúng ta có thể đoán điều gì xảy ra. Họ bí mật với nhau, liên hệ với nhau, text, email. Một thời gian sau là bà vợ bên kia ly dị ông chồng, ông này về cũng ly dị bà vợ, và họ mới vừa ly dị với nhau đó. Tình yêu khen ngợi trường tồn trong 20 năm và đứt khoảng sau đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta để tình yêu giữa chúng ta với Chúa là tình yêu cho đến cuối cùng, để chúng ta được khen thưởng là hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, và chúng ta gặp Chúa chúng ta. Và khi chúng ta có giao ước với người phối ngẫu của chúng ta thì tình yêu đó cũng là sẽ là tình yêu trường tồn trong mỗi chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta thấy là chúng ta mặc lấy ham là mặc lấy tình yêu, rồi tình yêu, những chất lượng tình yêu. Thì bây giờ cái điều cuối cùng là tình yêu thương là dây liên kết tuyệt vời. Và cái dây liên kết tuyệt vời này nó giúp cho chúng ta những cái bước thực tiễn để chúng ta cùng nhau nắm tay với nhau bước đi trong linh trình theo Chúa. Và nói rõ hơn là trong cái năm nay là chúng ta cùng bước đi hành động với đức tin như thế nào. Love is the perfect bond of unity. Tình yêu thương là dây liên kết tuyệt vời, dây liên kết tuyệt vời của mà mỗi người chúng ta. Tôi hồi tôi ở tại Washington State thì không đủ tiền mua xe mới, cho nên tôi mua một chiếc xe Toyota cũ, mà cũ lắm, cũng sơn lại, nhờ anh em trong hội thánh họ làm auto body, họ sơn sửa lại. Thì có một lần thì cái máy nó không nổ được nữa. Thì mới đem xe đến kéo đến vô chỗ cây xăng. Thì họ nói với tôi là cái máy của ông, cái piston nó bị cong rồi. Tôi nói sao vậy, tôi cũng chạy bình thường mà, tôi cũng bảo trì bình thường. Ông nói không, ông có một cái giọt nhau, cái roan dầu ở dưới cái máy nó bị hở. Thành ra ông không để ý. Và ông cũng thay dầu thường xuyên, nhưng mà trong thời gian qua thì cái dầu nhớt nó đã chảy ra khỏi chiếc xe, và không có đủ nhớt, không có đủ dầu, cho nên cái piston của ông nó bị cong lại, và bây giờ nó không có đẩy lên đẩy xuống được nữa, nó không có chất nhờn trong đó, thì nó cong, mà bây giờ nó cong rồi thì nó không lên xuống được, thành ra ông vặn thì nó xịt xịt xịt, nhưng mà nó không có nổ nữa, không có chạy được nữa. Thì tôi hỏng như vậy thì sao? Thì ông mới lấy bình dầu, ông bắt đầu ông cho tôi một bài học. Ông hỏi tôi nói tôi mục sư, tôi không có biết gì về giỏi về dầu nhớt. Tôi biết là mỗi bao nhiêu tháng đó, hễ cái số trên này nó nói là cái bao nhiêu mai thì thay, thì tôi cứ theo vậy tôi thay, cho tôi đâu có biết chuyện này, tôi chỉ giảng đạo thôi. Ông nói rồi, tôi là mechanic, tôi sẽ bày cho ông. Ông mua dầu, ông phải mua dầu tốt, synthetic, full synthetic, cái loại là tốt nhất ông có thể mua cho xe của ông. Thứ hai nữa, ông phải thay dầu thường xuyên. Nhiều khi là ông không có chạy nhiều, nhưng mà ông để dầu lâu ngày trong đó thì nó cũng vỡ những cái hạt ra và nó không còn vững nữa. Và thứ ba, ông phải kiểm coi thử dầu nhớt nó có lậu, nó có ra khỏi chiếc xe của ông hay không. Tôi nói, bây giờ thì tôi học được rồi. Thì sau đó họ phải sửa nguyên chiếc xe tôi lại, rất là tốn tiền, thay nguyên cả cái roan. Rồi từ đó về sau quý vị biết xong, tôi rất là kỹ về vấn đề dầu nhớt cho xe. Nhưng khi mà tôi học ông này, tôi nói như vậy dầu nhớt quan trọng không? Phải không? Nó đúng. Rồi ông giải nghĩa cho tôi, không phải dầu nhớt quan trọng là những cái cọ sát của cái piston với cái lòng piston mà nó đánh, và những cái bộ phận mà nó phải di chuyển đó để nó đẩy chiếc xe ông đi, thì nó phải có nhớt, phải có dầu nhớt để trong xe, để nó, cái sự cọ sát nó không có làm hư những cái chất sắt. Tôi nói, như vậy thì chúng ta thấy rằng tình yêu của Chúa
Tình yêu mặn follow nó mặc lấy giống như dầu nhớt ở trong máy và giữ chúng ta. Như bài hát mình giao có cái hát chúng ta là chúng ta làm việc với nhau, trong gia đình cũng có những sự cọ sát với nhau, trong sở làm có những sự gọi là va chạm với nhau, trong hội thánh của Chúa, thậm chí hầu việc Chúa với nhau, người này ý này, người khác ý kia, chúng ta cũng có những cái sự va chạm với nhau. Và nhiều khi chúng ta nghĩ, ồ, vậy là mình phải có nhớ, mình phải có tình yêu của Chúa, nó mới giữ cái sự va chạm này, nó không có hư cái máy. Còn không thì mỗi lần nhớ đến một xã hội mà hư xe nó, vậy là mình đừng có va chạm nhiều quá, cũng như hư xe như xe của một xã hội. Điều thứ hai, cái ông người thợ máy họ dạy cho tôi nữa, họ nói ông ơi, không có phải dầu nhớt là cái chất bôi trơn duy nhất để mà làm cái chức năng duy nhất để làm cho bôi trơn cái máy của ông đâu. Cái thứ hai là nó là một cái chất keo lỏng, mỗi lần mà cái bê tông nó xuống thì cái nhớt nó vẫn còn đậm cái thành của cái lòng bê tông, thành ra nó giữ như vậy, thì khi đẩy lên như vậy nó không có cái kẽ hở. Thứ nhất là nó bôi trơn để nó không có cọ sát nhiều, nó không cọ sát mà nó không có bị trầy, bị gãy cái bê tông, bị cong. Cái thứ hai là nó trám vào những cái kẽ hở, những cái chỗ trống để mà không có bị hơi nó vào ở trong lòng bê tông. Khi mà cái áp suất của cái lòng bê tông nó đẩy ra để mà có thể đẩy xe được, tôi nói như vậy hai cái, thứ nhất là nó bôi trơn, thứ hai là một cái chất keo lỏng đó liền lạc để cái khoảng cách kẽ hở nó không có. Tôi nghĩ mình cũng cần cái điều đó để cái khoảng cách giữa chúng ta với nhau không có kẽ hở. Nhiều khi nói ông đó mà ông nhóm suất 1 là tôi sẽ nhóm suất 2, thì tôi nghĩ là chắc có kẽ hở rồi đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có nhớ tình yêu của Chúa để mà nhóm suất nào cũng được hết, nhóm luôn 2 suất đi quý vị. Điều thứ ba là họ nói rằng là trong khi mà những cái chất sắt nó cạ với nhau, cái máy nó rất là nóng. Đó là lý do mình có cái kết nước để mà nó làm cho mát. Nhưng mà họ nói trong cái lòng máy đó thì phải có nhớt để nó giữ cho cái máy nó không có bị quá nóng, nó overheated và nó sẽ break, nó sẽ crack cái engine block. Tôi nói tôi bên đây mục sư tôi học được bài học thứ ba nữa, là khi có tình yêu của Chúa nó giữ cái mối chan hòa giữa chúng ta và chúng ta không có gọi là lên nhiệt độ quá độ. Mà nó, tôi nghĩ nó cũng giúp cho chúng ta để đỡ bị cao áp huyết nữa quý vị. Khi mà nó lên cao quá là nhiều khi mình nóng quá là áp huyết nó lên đó. Rồi nhiều khi hai bên cùng nóng với nhau thì ít bữa nó gọi là nó cháy luôn chứ không còn là nóng nữa, phải không? Xin Chúa giúp cho chúng ta để tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta nó có cái sự gọi là cái mức độ trung bình để không có bị quá nóng, quá căng thẳng giữa chúng ta với nhau. Và cuối cùng họ nói rằng á, cái chất nhớt này á, là nó thải ra nó vô một cái lọc dầu, the oil filter. Tôi nói vậy là tôi cứ cần thay. Ông nói không, chắc chắn mỗi lần ông thay nhớt ông phải thay cái oil filter. Tôi hỏi tại sao, thì lúc đó tôi không có rành lắm, tôi biết là nó lọc nhưng mà tôi không biết nó lọc cái gì. Ông nói lọc tất cả những cái cặn bã của cái máy, cái chất nhờn đó, một thời gian thì nó trở thành cặn bã thì nó lọc, và khi nó lọc qua cái lọc dầu đó thì nó trở lại thì nhớt nó tốt hơn. Thoáng khí nó lọc những chất carbon, nó lọc những cái chất vụn, những cái cặn bã. Tôi cũng suy nghĩ, có thể là tình yêu của Chúa, hay là chắc chắn là tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta để mà gạn, gọi là lọc đi những cái cặn bã của cái khí tính con người, của cái tư dục của mình, của thế gian, thế tục hóa của chúng ta. Và những cái cặn bã, những cái điều mà không cần thiết trong đời sống của chúng ta, thì tình yêu Chúa sẽ lấp đầy và tình yêu Chúa sẽ lặn lọc điều đó. Tôi nói, tôi chỉ hư xe không mà tôi học được 4 cái bài học cho cuộc đời của tôi. Mà tôi nói, cảm ơn Chúa là tôi cũng có lấy cái cơ hội đó để mà chia sẻ bài học đó cho hội thánh của Chúa nữa. Khi chúng ta có tình yêu thương, dây liên kết tuyệt vời, thì trong Kinh Thánh nói rất là rõ những cái câu tiếp theo, là chúng ta có sự bình an, sự bình an của Chúa. Thứ hai là chúng ta có cái sự hiệp một ở trong thân thể của Chúa. Thường thường thì chúng ta nói, mấy anh em cầu nguyện cho hội thánh hiệp một, cầu nguyện cho hội thánh hiệp một. Quý vị biết không, nhiều khi hiệp một xong là hiệp hai á. Xin Chúa cho chúng ta tôi nghĩ cái chất lượng hay là cái điều quan trọng nhất
mà muốn cho hội thánh hiệp một á, là phải có tình yêu của Chúa trong chúng ta thì chúng ta mới hiệp một được. Dầu chúng ta có cầu nguyện bao nhiêu thì cầu nguyện, nhưng mà cái tính khí của chúng ta là đáng lý là mau nghe, chậm nói, chậm giận, thì chúng ta làm sao? Chúng ta chậm nghe, mau nói và mau giận. Thành ra không có hiệp một được. Xin Chúa giúp chúng ta rồi đó. Sự bình an của Chúa là trong 3 Côrôsê đoạn 3 câu 15 là chúng ta nhận sự bình an. Sự hiệp một trong cái phần mà chúng ta có trong tờ giấy chương trình đó, tôi ước quý vị có thể có cái viết mà gạch chung với tôi đi, để mình đi phần cuối cùng này là mình xong. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ ngự trong tâm hồn anh em. Khi chúng ta mặc lấy tình yêu của Chúa rồi thì chúng ta có sự bình an là số 1. Đó là sự bình an mà anh chị em đã được gọi đến để thành một thân thể. Chúng ta được hiệp một. Quý vị biết khi Chúa Giêsu mà cầu nguyện với Chúa Giêsu, với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Giêsu cũng nói rằng: xin Chúa Cha khiến họ hiệp một giống như con với Cha là một. Hiệp một, ba ngôi hiệp một. Thành ra cái sự hiệp một đối với Chúa rất là quan trọng. Chúng ta cần có sự hiệp một thì chúng ta phải có tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng ta, trong hội thánh của Chúa. Anh chị em hãy có lòng, tiếp theo nữa, anh chị em hãy có lòng biết ơn. Sự hiệp một rồi, nguyện xin lời của Đấng Christ ngự trong tâm hồn anh chị em. Điều số 3 là có lời của Chúa ngự trong tâm hồn của chúng ta một cách dồi dào. Thứ tư là hãy Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan. Khi chúng ta có tình yêu của Chúa là tự động sự khôn ngoan đến. Và tiếp theo sự biết ơn. Khi chúng ta có tình yêu thương thì chúng ta biết ơn Chúa, biết ơn những người khác. Cuối cùng là khi chúng ta có tình yêu của Chúa thì sự ca ngợi Chúa, ca tụng Chúa, nó là một điều tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Tôi muốn kết thúc bằng cái câu nói của mục sư Nguyễn Xuân Đức. Chúng ta biết mục sư Nguyễn Xuân Đức là chú ruột của nhà tôi, bên gia đình của ông bà cụ mục sư Nguyễn Xuân Ba. Thì mục sư Nguyễn Xuân Đức trong cái dịp lễ mà 500 năm cải cách giáo hội, thì ông ta được phỏng vấn trước bao nhiêu người, thì ông ta đã nói cái câu này. Ông ta nói rằng chúng ta hãy làm một điều nhỏ với tình yêu lớn thì sẽ đụng chạm đến linh hồn người khác. Đó là cái câu mà tôi nghe lại và tôi hôm qua tôi coi lại trong YouTube, thì đúng y như vậy. Chúng ta hãy làm cho nhau những cái công việc rất là nhỏ, một điều gì đó rất là nhỏ cho những người chung quanh, cho người hàng xóm của chúng ta, cho một người ở siêu thị chúng ta gặp, một người đứng bên đường, một người chúng ta gặp bất cứ nơi nào trong hội thánh của Chúa. Bất cứ điều gì chúng ta làm một điều nhỏ với tình yêu lớn thì sẽ đụng chạm đến tâm hồn, đụng chạm đến linh hồn của người đó. Và đó, tôi tin chắc rằng điều mà Chúa muốn chúng ta làm là chúng ta hãy có một sự kết ước trong tình yêu thương, dây liên kết tuyệt vời. Năm nay, hội thánh Thanh Lễ có một cái chủ đề là Acting on Faith, tức là chúng ta hãy thực hành đức tin của chúng ta bằng hành động. Mục sư Dũng có đưa ra một vài cái ví dụ đó. Bây giờ chúng ta gọi là bắt đầu hành động trong đức tin chúng ta đi. Chúng ta không còn nói là yêu Chúa nữa. Bây giờ yêu Chúa chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta nói chúng ta yêu nhau chúng ta sẽ yêu nhau như thế nào? Gọi điện thoại, thăm viếng, truyền giáo, nói về Chúa cho người khác, thông công với nhau, đi nhóm trường Chúa Nhật, đi cầu nguyện với nhau. Thì chúng ta thấy đó là bày tỏ tình yêu thương, bày tỏ qua hành động cụ thể, chứ không phải là nói là tôi yêu Chúa, tôi yêu người, nhưng mà tôi sống trong vỏ ốc của chính mình tôi. Điều cuối cùng là chúng ta sẽ áp dụng điều này trong ý nghĩa này: hãy vâng phục lời Chúa, hãy làm theo lời Chúa. Lời Chúa nói là chúng ta hãy mặc lấy tình yêu Chúa, chúng ta hãy mặc lấy tình yêu Chúa, rồi chúng ta có thể liên kết để cùng nhau bước đi với Ngài, bước đi với nhau và bước đi theo Ngài.